Xin chào mừng quý khán giả của Dồn Sân Cỏ. Chúng ta sẽ cùng đến với sân bóng đá Bình Thạnh Sport Park để cùng theo dõi buổi tường thuật trực tiếp giữa các cầu thủ SSB FC và quán nhậu 366. Đường chuyền dành cho số 8 Nguyễn Hùng. Rất hay. Có thể dứt điểm. Khá vào. Một tình huống mà cầu thủ của quán nhậu 366 đã có một pha xử lý rất bình tĩnh để loại bỏ thủ thành Thảo David trước khi tung ra một cú dứt điểm. Phương Cao dứt điểm. Bóng đi hơi cao so với khung thành của Thảo David. Cơ hội dành cho các cầu thủ áo đỏ, cánh phải đang rất thoáng. Tỷ số được mở dành cho cao thủ quán nhậu 366 và người lập công đó là số 5 Công Mẫn. Những nỗ lực của cao thủ áo đỏ đã được đền đáp. Chúng ta có thể thấy được tình huống chuyển đổi trạng thái rất tốt. Nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai. Người lập công đó là số 19 Dương Hoàng. Hai bàn thắng từ những tình huống phối hợp rất hay của các cầu thủ áo đỏ. Và Nhật Huy đã lùi về rất sâu. Công Mẫn. Và can thiệp là của Bin nhưng vẫn đang là đội bóng áo đỏ đây rồi. Không thể khác được. Khoảng trống là quá lớn. Đó là pha lập bàn của K10 Tú. Một tình huống dứt điểm mà không cho thủ thành Thảo David bất kỳ một cơ hội nào. Trước những sức ép liên tục đến từ các chân sút của quán nhậu 366. Nguy hiểm. Lại là một tình huống uy hiếp khung thành. Chưa thể có một pha dứt điểm thành công đến từ các cầu thủ áo đỏ. Ngày hôm nay thì Dương Hoàng cũng đã có được bàn thắng. Nhật Huy khoảng trống quá đơn giản. Một lần nữa thì Nhật Huy lại đóng vai trò là người kiến tạo. Một đường chuyền quá thuận lợi để cho Nguyễn Hùng có thể ghi bàn. Cách biệt bây giờ đã là 4 bàn. Công Ý. Đường chuyền rất thoáng, có khoảng trống, thử thế thôi. Không được. Pha xử lý rất nhanh nhưng chưa mang về bàn thắng. Dứt điểm. Chúng ta sẽ có 10 phút khởi động. Cơ hội dành cho Công Úy. Công Úy vào. Sau rất nhiều những nỗ lực thì các cầu thủ của SSB họ đã có được bàn thắng. Bàn thắng sẽ giúp cho tinh thần của các cầu thủ SSB tốt hơn. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào màn trình diễn của họ. Xuân Quyền có khoảng trống. Dứt điểm vào. Bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ của SSB. Người đã ghi bàn một lần nữa không ai khác chính là Công Úy. Quá người. Rất hay. Bàn thắng tiếp theo. Không để cho SSB được vui mừng quá lâu. Thì các chân sút
của quán nhậu 366 lại ghi thêm bàn thắng. Người vừa ghi bàn đó là số 21. Khi mà cách chơi của các cầu thủ áo đỏ là đầy chủ động, họ luôn kiểm soát bóng rất khó chịu. Áp sát hay, cơ hội vào, bàn thắng của Xuân Quyền. Một tình huống mà Xuân Quyền đã áp sát và cắt bóng ngay trong chân của thủ thành Công Bình để dứt điểm vào lưới trống. Bây giờ thì cách biệt chỉ còn lại là một bàn mà thôi. Đây đang là những sức ép đến từ các cầu thủ áo đen. Khá nguy hiểm, nhưng thủ thành Công Minh đã ôm gọn che bóng. Còn khoảng 10 phút cho những sự nỗ lực của các cầu thủ bên phía SSB. Dứt điểm, đó là tình huống chủ động đưa bóng về cột xa của Hồng Quyến. Bóng đến chân của số 10 Tiến Dũng. Tiến Dũng có khoảng trống, có thể dứt điểm. Vừa rồi thì các cầu thủ áo đen cũng đã kịp thời can thiệp. Người đã tác động đó là Xuân Quỳnh. Khá nguy hiểm, nhưng đó là một phản xạ tốt của thủ thành Công Minh. Nguy hiểm, không vào. Sơn Bạc cho thấy được sự vô duyên của anh ở trong trận đấu này. Một tình huống thi đấu khá khó hiểu của Sơn Bạc. Gin dứt điểm. Cú dứt điểm của Gin chưa thể đánh bại được thủ thành Công Minh. Rất hay. Quá người. Cơ hội. Bàn thắng dành cho các cầu thủ áo đỏ, và đó là bàn thắng của số 16 Thành Đô. Cách biệt một lần nữa lại được tái lập thành 3 bàn. Thêm một bàn thắng nữa, và đó có vẻ như là dấu chấm hết dành cho những nỗ lực của các cầu thủ bên phía SSB. Của số 19 Dương Hoàng. Không được. Cơ hội đây rồi. Nguy hiểm. Không thể khác được. Bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ của quán nhậu 366. Cách biệt bây giờ đã là 5 bàn. Đúng lúc này thì tiếng còi khép lại màn đỏ sức giữa các cầu thủ SSB và các cầu thủ quán nhậu 366 cũng đã vang lên. Chiến thắng chung cuộc 8-3 dành cho các cầu thủ quán nhậu 366.